Kìa, cô Thủy Hà, cô ra đây làm gì khi không gian còn rét mướt? Em ra đây là để... Để làm gì vậy cô Thủy Hà? Dạ để... Để làm gì? Để lắng nghe con tim mình sao xuyến, để nghe gió rít từng hồi mà mơ ước chuyện xa xôi. Thủy Hà nói thế có nghĩa là... Có nghĩa là mấy hôm nay trời trở gió, rét cả không gian và lạnh buốt đến tâm. Thì ra hôm nay Thúy Hà đến đây là sợ cho tôi một ngày nào không chịu nổi gió. Anh Phương Phương ơi, xin anh hãy lắng nghe những lời Thúy Hà phân tỏ. Thủy Hà muốn nói chuyện gì, xin cứ bày tỏ ra đây. Anh Phương Phương nè, anh hãy mặc đi chiếc áo hồ Gươm mà Thủy Hà mới vừa mua sắm. Thủy Hà, tiền ấy ở đâu? Em đã dành dụm từ mấy năm. Thì ra cô đã mua chiếc áo này và trao gửi cho kẻ phong trần. Nhưng thật lòng tôi chẳng dám nhận đâu, vì bởi tại sao hay tại anh chê không, tôi sợ khổ một người. Là ai anh hãy phân bài? Chính là Hoàng Yêu Thủy Hà. Nhưng tâm hồn em đã trao về hương khác. Phương Phương ơi, nếu anh hiểu rằng có những đêm dài thao thức em hàng dệt mộng ấm tư đường tơ mơ, một ngày mai huy hoàng sáng lạng chờ thu tàn rồi lại đông sang, mong đến ngày cùng anh kết chặt chữ tâm đồng. Em mơ cụp liễu tranh có đôi quả tim vàng, để cho hai ta làm đôi yến quanh mùa hát, một bản tình như loan phượng hoa ca. Phương Phương ơi, chắc anh hiểu xa hơn thế nào là tình mộng của đứa con gái ngây thơ. Ôi nó nhỏ bé đơn sơ mà lại là áo ánh của một mối duyên đầu. Đã lâu rồi anh vẫn mến thương em, thương em như người em gái. Kiếp phù sinh duyên em còn mãi mãi, thôi em ơi đừng hận sầu. Ngày xưa đó ta hay đoán chiều nhau đi trên con đường lẻ loi. Mấy năm qua rồi em tôi tuy đã lớn, hay yêu thương hơn dối, nhưng anh vẫn thương em.
tình vẫn nu đùa. Còn em thì thấy mình bước ra khỏi tuổi dài thờ, em tự cho mình có quyền mơ ước, muốn gom hết sao trời để giờ thành thơ. Rồi bài thơ em sẽ trao tặng cho người yêu bằng quả tim. Cảm ơn em đã dành cho anh nhiều ưu ái, những tinh thủy hà hải trao tình ấy lại cho La Huynh. Anh ấy sẽ biến giấc mơ kia thành sự thật, sẽ yêu em cho đến ngày bạc mai đầu xanh. Anh Phương Cương, dầu sao em cũng xin anh nhận lấy kỷ vật này, kỷ vật của một người em gái tặng cho người anh trọng đại. Con bé kia, tội nô tì sao không chui mình trong xó bếp, trương mắt bẩn thỉu ra trang viên này khoe nhan sắc dài đây. Dạ thưa tiểu thư. Ra đây đi làm gì? Dạ hãy nói mau, đừng bánh to mà ta nổi nóng. Có kiếm ra rồi thì chắc mà đi bỏ sống. Trời ơi, chuyện gì mà dữ vậy? Tiểu thơ, từ trước tới nay lão gia không hề ngăn cấm, nên tôi mới lỡ lầm xa đây tặng cho Phương Cương áo ấm. Kẻ ở muốn làm thuê thì tiền đâu mua được áo hộ cùng. Dạ thưa tiểu thơ, đó là tiền tôi để dành từ mấy năm nay, vì thấy phải vất vả đêm ngày, trời đã sang mùa nên tôi mới tặng hàng y. Tặng ngay cung hồn thì hãy đi vào xó bếp đi. Còn Phương Huynh, anh đi đâu đó? Hãy ở lại vợt cho em thế đạo nguyệt Trường Long. Đó là bổn phận của đại huynh Lưu Thắng, tôi không dám xen vào. Tiểu thơ, tiểu thơ hãy buông áo tôi ra. Không, không buông. Buông ra mà. Xin lỗi, tôi lỡ tay làm cho tiểu thơ té. Để tôi đỡ tiểu thơ đứng dậy nha. Không, mắc đền cho coi. Đền gì không biết nữa. Đền cái gì tôi đền cho. Ôi, đau quá à. Chỗ nào? Chỗ này nè. Được rồi, để tôi thoa bóp cho tiểu thơ nha. Rồi chưa? Hết rồi hả tiểu thơ? Hồi nãy nó nhức muốn gãy tay vậy đó. Cương lại vịnh cái sao? Cái nó hết rồi. Hết rồi thôi, tôi xin chứa từ tiểu thơ. Tiểu thơ hoài ha, sao anh không gọi Như Phượng? Như thuở chúng ta còn đuổi bươm đón trăng lên trên con đi dài xa thầm. Tôi vẫn xem tiểu thơ như em gái của ngày nào mình còn thuở ấu thơ. Nhưng hôm nay em đã lớn không rồi, không còn như thuở ấu thơ. Bây giờ đã biết mộng mơ, biết dệt bài thơ xây nhiều mộng đẹp. Em cũng biết nhìn liễu số cung trăng xưa, em biết buồn thương nhìn bóng chỉ soi xuống dương trần thanh đáy nước lung linh. Xin cho tôi được giữ trọn nghĩa tình mà trang chủ đã dành đặc ân. Tôi biết rồi. Hay là tại con bé ấy, nó không muốn cho người cư xử tử tế với tôi chứ gì? Tiểu thơ đã hiểu lầm rồi, đừng nói thế mang tội, thời gian sẽ rõ. Kính chào tiểu thơ. Khoan, tức chết đi trời. Tôi có việc phải đi mà. Ủa con, mày phải chết. À! Trời ơi, tôi đã chặt đứt cánh tay của Phương Cương rồi. Trời ơi, tôi đã mất cánh tay, tức là phụ thù đành vùi sâu dưới lòng đất mẹ. Nghĩa ân xưa chồng cao tựa núi, mà tôi chỉ còn là bụi, biết đến bao giờ mới trả lại thâm ân.
trên chén cơm manh áo. Đã mang thân tàn phế, chỉ thêm lụy phiền cho người bảo hộ mà thôi. Hương quân lá cuối thu rụng rơi bên cầu sao cơn giông la đồ. Dù tiểu thơ có bàng hoàng cơn ác mộng, có buồn lòng rồi tiểu thơ chết đi, để chuộc lại lỗi lầm thì tôi cũng đã trở thành phế nhân sống thừa trên mặt đất. Tiểu thơ chết làm chi giữa thời xuân sắc, chết làm chi khi mộng ước chưa tròn. Tôi mất đi cánh tay thì chỉ có một lần buồn, còn tiểu thơ quỷ mạng đi rồi biết bao nhiêu người phải khổ đau. Thôi thì tiểu thơ cứ yên mà sống, hình hài này sẽ không còn vướng bận tiểu thơ. Cánh tay này đã chặt rồi, còn đâu những đêm căng tình đắm men say, và còn ai ngã trọn trong vòng tay tôi nữa. Còn gì đâu cuối chiều em, đây còn lại chỉ niềm đau. Ngày xa cách tình ghi khắc, bao khi ta phải đành sầu. Ôi ước mơ giờ như án thơ, ôi còn đâu nay phải lìa xa. Ôi hãy quên, người ơi hãy quên sầu đau. Mai cắt ghi bóng hình anh. Tiểu thơ ơi, ngày xưa khi chúng mình bắt đầu tập võ bằng thánh đao gỗ, tiểu thơ đã chặt vào cánh tay tôi. Lỡ dùng tiểu thơ rưng rưng nước mắt, tôi ôm cánh tay mà buồn mà tủi, rồi tự nói rằng nếu bằng kim thép chắc cuộc cánh tay tôi. Nay không ngờ lớn lên chuyện ấy là sự thật, có lẽ tạo hóa đã cắt chia mỗi đứa một phương trời. Tiểu thơ như sợ không có kẻ cùng nô đùa, đến nhỏ nhẹ bên tai tôi đừng giận nữa nghe anh. Phương cương ơi, nhiều khi em muốn quên đi hình bóng phương cương, nhưng không làm sao quên được ngày lẫn đêm. Trong lòng như đó hoa hồng dương dân mũi bình minh. Xin kêu từ tiểu thơ anh Phương Cương. Nhờ tiểu thơ trao chiếc áo hồ cừu này lại cho anh La Hoàng, và nói Mạc Thủy Hà xin gửi con tim từ đây đến suốt kiếp. Hả? Trời ơi, Thủy Hà là người yêu của La Huynh sao? Vậy là tôi lầm lẫn sao? Và nhờ tiểu thơ trao cánh tay kia lên sư phụ, và nói rằng bao nhiêu ân tình của Tề Giả Trang, kẻ bạc phước này chỉ trả được bằng cánh tay quan nghiệt ấy. Xin dịnh biệt Phương Cương. Anh khoan đi. Tiểu thơ, tiểu thơ còn muốn nói gì thêm nữa?
Phương Cương ơi, đã nhắc câu nghĩa ân thì đừng thốt nên lời dính quyết. Thương cảm bao nhiêu năm ghen hờn một phút mà làm cho em hối hận vô biên. Em xin già đền bù lại cánh tay này cho mang nguyện lòng anh. Như phương lời câu chuyện xảy ra dù hối tiếc cũng đã muộn rồi, không mong được đền bù chớ để sầu lệ. Dù trời thanh hay gió lòng như người vợ hiền sánh dây anh. Cảm ơn tiểu thơ, tôi xin cảm ơn tiểu thơ nhiều lắm. Nhưng lời nói khác xa hành động. Tôi là kẻ am tường đao kiếm nên không tin lời nói của một cô gái bị ảnh hưởng bọn gió ở biển. Phương Cương ơi, nếu oán hận đã nhô lên cao hơn tình cảm, nếu anh không tha thứ được cho hành động nghi dại của em trong một phút ghen hờn mà dính biệt tề gia trang, thì em sẽ tự phê võ công giả từ đao kiếm để chứng minh lòng hối hận của em. Em sẽ trở lại kiếp tập thường của một kiếp hồng nhan, mặc cho mưa dầm nắng đổ, để ngày sau anh trở lại với cõi lòng sông mờ. Em không ngại ngùng khi thúc gọi tên anh. Như Phượng, chừng nào tiểu thơ thật sự thành một cô gái ngoan hiền, tôi sẽ trở lại. Vĩnh biệt Phương Cương. Phương Cương. Trời, Như Phượng, tại sao con lại tự phế võ công? Tại sao con làm chuyện điên rồ như vậy? Kìa, còn cánh tay của ai? Cha, cô này chặt đứt cánh tay của Phương Cương rồi. Như Phương, có phải chăng vì một chút hờn ghen đang bốc cháy âm thầm trong tận đáy tâm tư mà con không dằn được cơn nóng giận đã xuống gươm chặt đứt cánh tay của Phương Cương? Con có biết không, Phương Cương là môn đồ mà ta yêu mến nhất, còn là con của một người ơn đã cứu tề gia trang thoát qua vận kiếp của giang hồ. Là một môn sinh mà ta chưa phiền cắt bao giờ, lại cũng là người mà ta đã chọn đời sau này cưới vị chương môn nhân. Con có biết không, cha đã bàn với mẹ con, khi trời sang đông chọn ngày lành tháng tốt, sẽ chính thức cho hai con làm lễ thành ngôn nên vợ thành chồng. Phương Cương, Phương Cương đâu? Anh ấy đã bỏ đi rồi. Đi rồi, đi đâu? Lá Hoàng đâu? Hãy chôn cất cánh tay kia cho tử tế. Lưu Thắng, Như Phượng, hãy theo ta tìm Phương Cương trở lại. Dừng. Anh Lá Hoàng, anh làm gì mà ngơ ngẩn ở đây vậy? Tôi... Ủa, còn anh Phương Cương đâu rồi? Phương Cương đã... Đã thế nào? Đã ra đi không còn chi luyến lưu. Và biệt nơi này vĩnh viễn xa lìa, lòng mang theo nỗi đắng cay, tâm thân do vội dương nhiều trong gai khổ đau.
Cừu nhiều kỷ niệm nói rằng Thủy Hà thao thức nhiều đêm từ trăng tròn rồi lại khuyết gửi nhớ gửi tương từng đường kim mối chỉ cho ấm lòng lúc đông sang phương để còn nói từ lâu Thủy Hà đã dành cho La Hoàng nhiều tiếng cảm trong lúc Hoàng đã yêu mà câm lặng đã thương mà không dám thốt nên bao Thủy Hà hiểu được lòng dạ của tôi rồi. Trước khi đi người còn chúc hai đứa mình được mau thành duyên nợ để sớm hưởng hạnh phúc trăm năm. Thủy Hà ơi, nếu thật sự lòng em được như lời nói của Phương Phương, tức là anh đã đạt thành ước vọng. Còn nếu như em không hề thương tưởng thì anh đây sẽ thức trọn đêm này. Của ai từ mấy lâu nay anh đã đắp xây nên lâu dòng nguyệt cái mái bình tâm đừng nên lo lắng anh sẽ cầu xin con với anh sư ta thành duyên nợ cho ai ta bán tình ca từ đây cùng nhau chung bước từ đây cùng chung con đường thầy yêu em yêu đến muôn đời. Anh La Hoàng à, nhưng bao giờ anh Phương Cương trở lại để dự hôn lễ của chúng mình? Phương đệ đã vĩnh biệt Tề Gia Trang. Tại sao vậy? Tại vì... Vì sao? Kìa! Cánh tay người chết! Trời ơi! Thưa ân nhân, được người cứu giúp muôn vàng cảm tạ ân sâu. Hôm nay tôi tự thấy trong người đã khỏe, xin cho tôi được phép giả từ để trở về sương gió. Ý, đâu có được. Cái chuyện đó thì cứ hỏi cháu tôi không biết khiến cũng không có quyền gì. Vừa đây nó mới biểu tôi phải coi tráng sĩ cũng như người nhà. Tôi tật nguyện chẳng biết làm gì thì lẽ nào ở mãi lại đây để thêm gánh nặng cho gia đình nghèo. Ôi nghèo nàn hay là giàu có thì mỗi ngày cũng hai bữa cơm, có xá gì thêm một miệng ăn mà tráng sĩ lưu tâm cho bận lòng. Cố phụ, vết thương tráng sĩ tuy đã lành nhưng sức khỏe chưa được phục hồi, cố phụ hãy đến lương y bỏ thêm vài thang thuốc nữa đi cố phụ. Thôi, tráng sĩ cứ ở đây cùng con Tiểu Loan cởi mở tâm tình bạn trai bạn gái, tôi đi lại đằng lão lương y. Tráng sĩ đã trọn một tuần trăng nằm bất tỉnh với vết tử thương, nhiều lúc trở mình tráng sĩ cứ gọi tên Như Phượng. Phải, Như Phượng là tên của một gia nhân đã làm cho đời tôi sầu thảm, chặt đứt cánh tay tôi mà tôi không dám nghĩ đến chữ thù. Tại sao kỳ lạ vậy? Tại vì nàng là con của một vị ân sư mà tôi kính mến trọn đời, truyền thụ võ công, còn lo cho từng giấc ngủ miếng ăn. Từ thuở ấu thơ cho tới khi được trưởng thành, tôi gần gũi với nàng như đôi cánh én mùa xuân. Nhưng rồi tại sao cô kia lại không để tình có hành động bảo bàn cho tráng sĩ thành phế nhân? Câu chuyện thương tâm xin để kìm theo dĩ vãng đau buồn, vì tôi tự nhủ với lòng xem như Phượng như người chưa quen. Nhưng giờ đây ra
định về ở phương nào. Tôi đã thành kẻ lạc loài, sẽ cầu sương quang gió. Nhà này tuy bé nhỏ nhưng chưa đủ tình thương, mời các sĩ dừng chân để hiểu mềm cô đơn. Được Tiểu Loan ưu ái, tôi vinh hạnh vô cùng. Nếu anh thật tâm muốn từ bỏ chuyện giang hồ thì anh nên ở đây chung cùng, lo bề ruộng lúa chơi nương khoai, dù chỉ còn lại cánh bay. Và cùng em đây đêm từng đêm dối hai sao trời, để ta trang nghiêm thêm cho lâu đài hạnh phúc. Em vững lòng tin vào anh, ta đập xây đẹp mối duyên tình. Làm sao tráng sĩ thề cần bên giai nhân mà trỗi lên khúc nhà thân tình, cho trọn bản tình ca mình tặng cho mình. Em sống hiền từ trên xuống quãng đường yêu, tình đầu ta sẽ mãi bên nhau như chim tớ đôi nai chẳng đủ. Thì không ta cánh nguyên bên nhau, lắm khi thiền đôi vừa qua giông bão đã phải về đây. Ước mơ đôi lần từ nay tê đắp tình thiên thu. Trần gian này có lầy lội lặng hợp dung bùng sâu, nhớ anh hãy dìu em đi cho tròn. Đồng quan đồng khách còn sống thì chúng ta đồng tình đồng xa. Anh sẽ chung thanh đau thù hận ấy. Phương Cương, anh nói thật đó chứ? Anh nhất quyết một lời, em ở đây chờ anh chung kiếm thép như chung hận thù dưới lòng Việt. Chờ anh giây lát nha. Anh Phương Cương. Phế nhân là đồ phế vật, cánh tay còn lại để làm chi mà vô dụng. Tôi sẽ trở về Nhiếp Gió để khỏi gục đầu trước lũ tiểu nhân. Phương Cương, nghĩa là anh đã quên những lời vừa mới hứa. Thôi thì anh muốn làm gì tùy ý, em chỉ muốn nói rằng cha em xưa kia cũng là cao thủ võ lâm mà vẫn chết. Tiểu Loan ơi, con người trót sinh ra thì đầu phải đổi trời chân đạp đất,
Giữa xã hội loài người phải biết nhục biết dinh, không thể ngồi nhìn giữa đời phong ba. Thà là tôi đây thiêu chi kém tài, thua một đường lương, dù có chết cũng cam tâm. Chớ không thể nào có tài phúc nghi phục, nhìn người thương bị quen ố cuộc đời, lòng sao khỏi ngậm là gì anh muốn xa em để làm một cánh chim dâm cánh tung bay tận bốn phương trời tìm vui với cuộc đời. Không bao giờ anh muốn xa em vậy, em đừng nghĩ kỹ lòng anh. Tiểu Loan, không phải anh muốn xa em để ra giữa chốn giang hồ, mà anh muốn cánh tay còn lại này đủ sức bảo vệ người thương. Tiểu Loan ơi, em muốn anh quên hết võ công để được gần em mãi mãi, chứ em đâu buộc anh phải là cừu non trước bầy mãnh hổ cho duyên số bẻ bàng. Chỉ anh đã quyết thì đấy, em tặng anh quyển sách này, nó có thể giúp anh tội nguyện rồi ra đi, kiếp chim trời cá biển mặc sức anh dạy dùng. Bị kiếp kim đao độc thủ. Phải. Tiểu Loan, làm sao có quyển sách này? Nó là di vật duy nhất cũng là thủ phạm đã cướp mất cha em. Ngày xưa vì muốn cho danh vọng trong chốn võ lâm, người đã bỏ mẹ con em để ra đi giang hồ tranh đoạt nó. Khi nó vừa vào tay thì cha em cũng vừa gục ngã trên cầu Đoạn Trường. Chuyện kể nghe thật Đoạn Trường. Mẹ em đau lòng muốn đem đốt quyển sách vô tri mà khoan nghiệt. Không, em mới lấy đem cất vì nghĩ rằng đó là máu và nước mắt của người cha thương mến. Bảo đau của phụ thân anh dù đã gãy, nhưng sẽ giúp anh vượt qua trở ngại lúc này. Phải, để anh đào nó lên và luyện tập. Một hồi chắc sập cái nhà của em quá à. Cảm ơn Tiểu Loan. Ơ kìa, có người bị thương. Tả Từ Dân, Tả sư huynh, sao thế này? Sư đệ, trên đường về Tề Gia Trang để chúc thọ ngày lục tuần của sư phụ, ta bị bọn tam phù ác bác trận đánh ở Thiên La Sơn và thọ trọng thương. Lục sư huynh đã chết, Tề Như Phượng đã bị chúng bắt rồi. Hả? Như Phượng bị chúng bắt? Chúng đang kéo đến Tùng Hạc Lâu để giết thêm sư huynh sư đệ miền lưu. Thôi, Tạ sư huynh, Tạ sư huynh. Phương Cương, người ấy đã chết rồi. Tạ sư huynh, tôi sẽ trả thù, tôi sẽ trả thù cho anh. Phương Cương, anh định đi đâu? Đến Tùng Hạc Lâu cứu bản đồng môn và giải quyết cho Tề Như Phượng. Phương Cương, người ta đã chặt đứt của anh một cánh tay, tức là đoạn lìa dị dạng, thì tại sao vừa nghe tin người ta thọ nạn anh lại định xông pha vào nơi nguy hiểm? Tại vì anh muốn cứu người. Phương Cương, cứu người à? Biết đâu rồi anh sẽ phơi thay ngoài bãi chiến trường, chừng đó em có tiếc thương cũng chỉ còn đổ lệ, hoặc liều mình tự ai theo anh. Chỉ bằng anh chớ quá dội liều mình vào trong dòng thập tử nhất sanh, dòng thù hận của họ Tề tự giải quan khiên. Anh hiện giờ là một kẻ phế nhân,
đầu đầy ác tâm. Không, tôi phải đi dù là nơi hiểm địa, dù hiện thời chỉ còn một cánh tay hay một hơi thở cuối cùng, cũng không thể nào làm ngơ. Tôi phải giải nguy cho tề như phượng. Trời ơi, em đã khuyên mà anh chẳng thuận tình, quyết ra đi để giải cứu cho nàng, dù đánh đổi bằng sự hy sinh. Thì ra chàng còn để nó chư lưu trong huyết quản, còn Tiểu Loan chỉ là cái bóng trong đêm mờ. Thôi thì chàng cứ đi đi để mà xây mộng hải hồ, mặc cho Tiểu Loan sầu khổ ôm tủi hận vào lòng mà thương mà nhớ bóng hình ai. Phương Cương, chàng có đi chắc cảnh vật nơi này cũng không thay đổi. Từ mái thảo lưu đến cành liễu rủ, cầu tre mộm đa, chắc sẽ còn mang hơi thở của bạc Tình Lan. Tiểu Loan, em hiểu giùm anh, đi cứu Như Phượng là anh đi đền ơn dưỡng dục chứ không phải vì tình. Em yên tâm, anh sẽ trở lại. Anh Phó Cương, anh Phó Cương. Cái gì mà la lối? Là Tề Như Phượng. À, thì ra Phượng Cương là đệ tử của kẻ đại thù đã giết chết cha con ngày trước. Trời ơi, Tiểu Loan. Sư phụ đã đến. Chúng đệ tử cung nghênh sư phụ. Sư thúc. Hổ Nhất. Dạ. Ra ngoài tù xa đem con bé vào đây. Thưa vâng. Kìa, các người định làm gì? Khi nửa đêm lại đem ta vào trong tửu điếm. Ta chờ nàng cái gì của tri quan. Hốt nàng. Lời nguyền rủa, tánh kiêu căng của nàng. Hả? Thì chỉ gợi cho lòng ta thêm sự thèm muốn. Trời. Mộ Nhất. Dạ. Ta không muốn thấy một mảnh vải nào che trên tấm thảm ngà đó. Tuân lệnh sư phụ. Các người cứ giết tôi đi chứ đừng bày trò dám hú bị ổi. Chẳng thà tôi lãnh một đường gươm để đi vào giấc mơ vĩnh cửu, hơn là để cho những bàn tay thô bạo dây lên dốc ngọc thân ngà. Hãy đi tôi đi, hãy xoa tan thù hận với Hổ Tề. Tôi không ngờ các ông già nua mà lại hèn hạ, mà có người mà lòng dạ sôi lên. Rõ ràng trong ngọc thân ngà dày dày sẵn đúc một tòa thiên nhiên. Trời ơi, cha của tôi đâu? Tề Như Phong có tới đây cũng theo ông theo bà mà thôi. Việc sư huynh đồng môn của tôi đi đâu? Bọn đó là chim sẻ, làm sao chống nổi với đại bàng. Còn người yêu của tôi đâu? Cô qua đây. Thôi hãy im đi, hãy im đi. Tiếng cười của những con quỷ chúng bay đã làm cho quá tàn nhỉ. Đã hại đời của một trinh nữ vừa đổ trắng tròn. Phượng Cương ơi, chàng có hiểu được cảnh tình này chăng? Chàng bảo phải làm một cô gái ngoan hiền, để vợ này bị người ta cưỡng bức, phải nhân
từ để người ta cướp mất đôi hy trinh nữ. Thôi lại đây cái lòng già này ấm lại chút tình xuân. Đêm nay ta sẽ say quan lạc với nàng. Quan dừng tay lại, bọn giám đảng hãy buông tha người con gái ra, nếu không lũ bay sẽ tan xác. Kìa lão sư huynh, Như Phượng cứu em với. Con bé nó gọi nhà ngươi là sư huynh, chắc hẳn mi và đệ tử của Tề Như Phong đạo pháp và Phật cao thâm, thì tiện đây nên thử chút nhân tài. Hãy thả cô bé ấy kia ra rồi giao đấu. Ai giải khờ đi muôn miếng mồi ngon, chiến thắng đi rồi đoạt lại có phải hơn không? Luật giang hồ đâu dung thứ bọn tà dâm, nhân lực con người thì lại khác hơn. Đại huynh ơi, đối chọi với chúng mà làm gì, cứ cho chúng nếm mùi đào pháp của Tề gia. Hổ Dứt! Dạ! Thị tội kẻ ngốc con! Dạ! Hãy đón lấy cái đau! Dạ! La Sư Huynh! La Hoàng! Trời ơi! Chàng đã thọ trọng thương! Lại một gì sao sáng, vừa lìa bỏ đỉnh trời để tìm đến vòng tay của chúng ta. Ô đẹp, đẹp, đẹp. Thùy Hà ơi, em đừng bận biểu gì anh nữa. Em hãy lập tức rời khỏi nơi đây. Hãy đi đi, hãy đi mau đi. Không, anh La Hoàng. Chàng có mệnh hệ nào thì em cũng tự quy. Anh vui vì đã trả ơn thầy. Em ơi, anh chết là do số trời đã định phân. Anh chỉ buồn lo cho em từ đây cô độc giữa đường trần. Trời cao sao ông kiên kiếp, đời hồng nhan bạc phận để cho con chim nhãn phải lạc bầy, rồi kêu sương ai quán trong đơn cho được khi ở đây còn có nhiều kẻ biết tiếc ngọc thương hương. Không, không, Thủy Hà, La Hoàng.
Tề Dữ Phong đã đến đây, hãy dừng tay lại. Tề Dữ Phong phải chính ta đây. Thần Ma Nhất Tiên, Tiêu Diện Nhị Lang, ta thật không ngờ các ngươi đầu tóc đã bạc phơ mà tâm hồn vô đạo, bắt con gái người ta để dở trò dậm loạn nhút nhơ. Ta chẳng phải ngu si như mi mang danh đại hiệp mà giả nghĩa giả nhân rồi chối từ lạc thú ái ân. Đối với kẻ thù ta có bị hành động vô lương, mi đã đến kịp thời để xem như phượng nát một đời trinh khốn nạn. Dù con gái ta có rủi ro đánh rơi tuổi ngọc thì lũ chúng mây cũng rơi đầu trước phúc tuy quang. Hãy tuốt kim ra. Hổ nhất, hổ nhị ra, hãy đón tiếp kim đào của Tề trang chủ. Hết cả đồ vô dụng, Tề Như Phong, hãy coi ta kết thúc cuộc đời của nhà ngươi đi. Đào kiếm của nhà ngươi đã gãy, ngửa cổ lên chờ chết. Ngươi là ai? Đệ tử thứ 13 của Tề Đại Hiệp. À, tên tiểu tặc ở nhà thúc tiểu lo. Hổ nhất. Dạ. Giết nó. Dạ. Hãy đỡ. Tiểu Loan, thật ta không ngờ nuôi ông tay áo và nuôi khỉ dòm nhà bao năm trần bảo bọc cho các ngươi, để ngày hôm nay đáp nghĩa bằng thảm trạng này, thuộc hạ của kẻ thù mới đem về nuôi trong trang trại, còn lừa dối ta để ta mất viên phụ công hoàng, chắc sách võ học tam đệ để lại ngày lìa trần cũng trao cho gã này luyện tập, có phải vậy không? Thưa bá phụ, riêng con thì bao giờ cũng nhớ ơn bá phụ, chuyện gì lỡ hôm nay thật con chẳng ngờ. Bọn Tề Như Phong chính là những kẻ đại thù, sao ngươi không biết chúng đã giết cha của ngươi ngày xưa? Ngươi biết chứ, nhưng cậu cháu tôi tới đây là sợ quân quân thúc thủ, rủi mà chết thì oan uổng cho kẻ hiền lành, tính xin gì gì tha cho hắn được tồn sinh, nào ngờ hắn lại làm thịt gì gì đại nhân. Xin sư phụ nói cho con tỏ tường sự thật, có phải ngày xưa sư phụ giết cha của nàng? Phải. Thuở ấy tam phù ác tác vào tráng trại tung hoành, ta dùng huyết chưởng của một người bị trọng thương, nó là Thúc Tam Trung, ta không biết còn hay thiệt mạng. Đã chết rồi nên hôm nay ta đã thù cho bạn. Chuyện ngày xưa chính ngươi là người gây hấn, chính ngươi giết Phương Thành cha ruột của Phương Thương. Chính ngươi, đúng vậy. Mặt đã giáp mặt kẻ thù, không trả phụ thù sao đáng mặt làm con. Thì tước quân ra đi để tranh thủ lượt sau cùng, có chết một lòng khỏi hối hận ngày sau. Đó! Hồn cha của Linh Thiên, hãy chứng kiến cho con đòi nợ máu. Tiểu Nhị Lang, hãy đoạt lấy kim đao độc thủ. Con ơi xin hãy dừng tay, thứ ta cho một mạng người sống còn trên dương thế. Không phải tôi muốn cho phương cương quên bỏ thù xưa hận cũ, chuyện ngày nay ân thù lẫn lộn, người giết cha phương cương lại là kẻ dưỡng nuôi Tiểu Loan từ thuở bé thơ. Ân oán còn là nghiệp cậu duyên, tôi nói ra đây là muốn cho kẻ ác tâm ân oán mà trở lại cuộc sống nhân. Nếu còn thương tưởng Tiểu Loan thì phương cương hãy ban cho chút lượng hãy hà,
thụ cả hai đều không còn nữa, mà máu tuổi thơ không ngừng tuôn đổ vì hận oán năm xưa. Thù hằn nên buộc mãi mà chi, để tình Tiểu Loan và Phương Cương thêm quang nghiệt. Hy vọng mây trời xanh biết để lại dần trắng đẹp dưới mái tranh nghèo. Anh Phương Cương, cụ phụ nói phải, chỉ có như vậy thì giữa chúng ta mới không có sự cách biệt bởi thâm thù. Hãy xem thù hận bằng nghĩa cử nhân từ đi anh. Tiểu diễn Nhị Lan, vị lão hãy đi đi. Ta hy vọng rằng lão nghe rõ lời của cụ phụ Tiểu Loan đã nói. Người đã tha chết cho ta. Lão hãy đi đi. Cảm ơn tất cả. Khoan, lão còn bỏ quên thanh kiếm. Tôi bỏ rơi nó để tạo nếp sống nhân từ. Xin vĩnh biệt. Chờ anh giây lát. Phương Cương, thưa sư phụ. Dù ngươi là đệ tử của ta, nhưng họ Tề nhà ta có lỗi với ngươi rất nhiều. Như Phượng đã cướp mất của ngươi một cánh tay, vậy mà ngươi không thù không oán, còn trở về để giải nguy cho ta và Như Phượng. Thưa sư phụ, đó chỉ là nhiệm vụ của một kẻ tối đòi nhớ ơn chủ cũ, một đệ tử đền ơn giải dỗ của thầy. Phương Cương, Phương Cương ơi, dù rằng ngươi là đệ tử của Tề Gia Trang mà ta thương yêu duy nhất, nhưng xét kỹ ra chính gia đình ta đã gây cho ngươi những điều đau khổ. Vì phải cứu ta, cha ngươi đã chết, và một cánh tay lìa xa thân thể mà ngươi không thù không. Hôm nay còn trở về đây cứu ta trong cơn lâm nạn, hành động cao tâm kia đã làm cho ta bừng mắt sáng bóng, ngã về tay mới thấy mình nhỏ mọn hơn một chàng trai nặng gánh ơn tình. Lúc ngươi rời bỏ Tề Gia Trang, dù ta có đi tìm, nhưng ta tưởng rằng ngươi đã chết, nếu có sống còn thì cũng đoạn tuyệt với Tề gia. Hối hận vô cùng nhớ đến cha ngươi, đôi chung rượu đêm đêm ta thức trắng. Rồi bây giờ ngươi cũng giống như cha, để cho ta thêm một lần thỏa ơn cứu tử. Thưa sư phụ nói chi đến ơn cứu tử, làm cho kẻ hèn hạ phải mũi lòng. Anh Phương Cương, anh còn giận em lắm phải không? Không. Sao từ nãy giờ anh không một lần nói đến tên Như Phượng? Thưa tiểu thư. Kìa, sao lại tiểu thư mà con gọi bằng cái tên triều mến như thuở ban đầu. Lúc anh bể tâm em ơi, biết khổ
sâu. Có những đêm dài trằn trọc nghe gió qua mình mà tự trách một mình em. Anh đi rồi trang trại thấy buồn tên, đêm đêm không còn nghe những bài ca tình tứ. Em vẫn mơ cái ngày anh trở lại đấy, nguyệt lão mỹ em cười mà chấp nối một đường tơ. Kìa Tiểu Loan, em vội chạy đi đâu? Đi về với nước hoa ruộng lúa, đêm sương rơi xuống thảm cỏ mà thương mà nhớ một mùa xuân. Để cho anh trở lại tề giá trang mà vui ai ân bưng tình xưa nghĩa cũ cha. Tiểu Loan, Phương Cương, Phương Cương ơi, nếu không có điều chi trở ngại thì ngày mai ngươi hãy trở về tề gia trang dự đại hội với đồng môn. Ta sẽ chính thức trao quyền trưởng môn nhân và tuyên bố lễ thành hôn của ngươi với tề Như Phương. Sau lễ thành hôn ta sẽ trao ngươi trọn phần gia sản đời gọi là đền đáp nghĩa thân ân. Còn phần ta ẩn tích mai danh cửa từ bi vui câu kinh tiếng mò, gác bỏ ngoài tay những gì ân quan, quên chuyện thế nhân khi tuổi đã về chiều. Cảm ơn trang chủ. Trang chủ đã dành cho tôi một cảm tình nồng hậu. Nhưng còn hờn giận em dữ lắm sao Phương Cương? Cảm ơn tiểu thư, tôi đây. Nào nào đâu, nào đâu dám trách, dám trách hàng ngày nghe lòng tái tê điềm riêng. Đó sinh ra là để gánh lấy bao thương sầu. Đừng bị ai thốt lời chua cay cho kiếp qua bàng khoai. Tôi là người trắng tay bạc nghĩa, bạc tình lang. Anh nào phải bạc tình lang mà anh là kẻ đứng giữa cầu sương đôi ngã đường khó xử. Nên em mới chờ mới đợi mới mong canh tàn lá rụng bên rèm. Hoa âu thơ hai ta đã biết bao kỷ niệm êm đềm. Ngoài ơn cứu tử anh còn lo sao dưới ngọn đèn khuya, ngoài kia mưa rơi bên thềm anh quan nồng cho em đọc sách. Thương làm sao em lỡ chặt đứt cánh tay anh mà anh chẳng chút giận hờn. Phương Cương, nghĩa là ngươi từ chối tất cả những gì mà ta sẽ trao gửi cho ngươi. Phương Cương, chàng nên suy nghĩ lại. Nghĩ gì nữa bây giờ? Cứ nhận lời đi Phương Cương, cho tiểu thơ và sư phụ vui lòng. Còn Tiểu Loan này chỉ là phân cỏ dại hoa hèn, không làm sao có thể đưa lên đài danh vọng cao sang để trọn đời thu hương. Chắc tình anh, tình ai ước mơ, giờ nhớ tiếng thơ, giờ xin hãy
quên chẳng thể nhung nhớ. Người nỡ quên sao? Sư phụ ơi, đệ tử tạ ơn sư phụ đã ban cho lòng ưu ai. Đệ tử xin được quỳ xuống đây chịu tội, rồi sẽ ra đi với người vợ nghèo nàn bên nương dâu ruộng lúa. Xin chúc cho tiểu thơ chọn được người chồng vừa ý vạn kỷ trăm năm. Xin sư phụ và tiểu thơ vui vẻ cho đệ tử từ giá tề gia trang mà vĩnh biệt kiếp sống giang hồ. Tiểu thơ ơi hãy vui lên để người bạn đồng môn nói tiếng tạ từ. Chơi định mệnh an bài con nào dám cãi kiếp sống con bây giờ như bèo giạt qua trôi. Con tiểu thơ ơi dù sao cũng là phận gái thiền quyên, xin đừng nói nữa tôi sẽ ra đi. Nhưng lòng vui sướng vì thấy người thương yên vui say đắm, nếu dấu một mai em đây ngã gục trên đoạn đường trần nào ai có biết gì đường vào yêu có trăm lần thương có vạn lần sau. Xin vĩnh biệt Tiểu Loan, ta về. Kính chào Đại Hiệp và Tiểu Thơ. Cha ơi, cha. Dù sao nó cũng trọn chữ tình. Thôi đành về lại nơi bên.